Xin chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng Giêng năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Twitter đóng tài khoản của Tổng thống Trump vĩnh viễn. Ứng cư viên Cộng Hòa nhận thua trong cuộc bầu cử thượng viện ở Georgia. Ông Biden chỉ trích chương trình vaccine COVID-19 của chính phủ Tổng thống Trump. Tổng thống Trump thu đoạn video xuống giọng do áp lực từ cố vấn cao cấp miền Bắc rét đậm, rét hại, hơn 800.000 học sinh phải nghỉ học. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin, thì Twitter đã đóng vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump vào hôm thứ Sáu với lý do là có nguy cơ tiếp tục kích động bạo lực. Tài khoản của Tổng thống với 88 triệu người theo dõi ban đầu đã bị cấm trong 12 giờ vào ngày 6 tháng Giêng do vi phạm nghiêm trọng chính sách của chính trực công dân của Twitter sau khi Tổng thống sử dụng nền tảng để đăng tweet lên án Phó Tổng thống Mike Pence khi những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà quốc hội. Công ty của Twitter cũng cho biết, sau khi xem xét chặt chẽ các tweet gần đây từ tài khoản là Real Donald Trump và bối cảnh xung quanh chúng ta, chúng tôi quyết định đóng tài khoản vĩnh viễn để tránh trường hợp kích động thêm bạo lực. Công ty đã đóng tài khoản của Tổng thống sau nhiều năm chịu áp lực của dư luận và một số nỗ lực nhằm hạn chế Tổng thống tiếp cận tài khoản của ông trong những ngày gần đây hàng trăm nhân viên Twitter đã ký một lá thư kêu gọi giám đốc điều hành của công ty Twitter là Jack Dorsey cấm tổng thống vì đã sử dụng nền tảng này kích động bạo lực sau cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì cựu thượng nghị sĩ là David Perdue, ứng cử viên Cộng hòa vào hôm thứ Sáu ngày 8 tháng Giêng, đã chấp nhận thua ông John Ossoff, ứng cử viên dân chủ, trong cuộc bầu cử thượng viện vòng thứ hai ở Georgia. Theo Fox News, Kết quả bầu cử từ 98% số phiếu được kiểm, ông Ossoff thắng cách biệt ông Perdue gần 45.000 phiếu giành quyền kiểm soát Thượng viện cho đảng Dân Chủ sau khi mục sư Raphael Warnock vượt qua Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Kelly Loeffler trong cuộc đua giành chiếc ghế còn lại ở Thượng viện. Theo kết quả từ 98% phiếu được kiểm, ông Warnock nhiều hơn bà Loeffler là trên 83.000 phiếu. Giờ đây thì Dân Chủ và Cộng hòa đều có 50 ghế ở Thượng viện và theo hiến pháp thì Phó Tổng thống là người quyết định thế đa số mà Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris thuộc đảng Dân Chủ. Ở vòng bầu cử đầu tiên vào hôm 3 tháng 11, thì ông Peru nhiều hơn uh, Ossoff gần 90.000 phiếu nhưng không đạt được 50% số phiếu nên phải bước vào vòng thứ nhì theo luật bầu cử ở Georgia. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì các thưa quý vị, Tổng thống tân cử Joe Biden đã cho biết là ông đã chỉ trích chương trình phân phối vaccine COVID-19 của chính phủ Tổng thống sắp mạng nhiệm Donald Trump là trò hề, đồng thời công bố kế hoạch đẩy nhanh phát triển vaccine. Hôm, uh, 368.000 người đã chết vì COVID-19 ở Hoa Kỳ, quốc gia chữa hưởng nặng nề nhất trên toàn thế giới. Uh, chỉ riêng trong ngày 7 tháng Giêng, Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp tử vong vì COVID-19, theo AFP. Vắc-xin mang đến hy vọng, nhưng việc triển khai hiện tại chỉ là một trò hề, ông Biden nói trong buổi họp báo ở thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware vào ngày 8 tháng Giêng theo giờ địa phương. Ông Biden cho biết thêm là việc phân phối vắc sẽ là thách thức lớn nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Bình luận được đưa ra ngay sau khi ông T.J. người phát ngôn của Tổng thống tân cử, nói nội các mới đã lên kế hoạch phân phối tất cả những liều vắc Và kính thưa quý vị, theo bản tin mà chúng tôi nhận được, thì Covid-19 được sẵn sàng có và được sản xuất trong nước thay vì là giữ lại một nửa nguồn cung để bảo đảm cho mọi người được nhắc lại mũi thứ hai đúng hạn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ là kế hoạch này sẽ phải giải quyết vấn đề như thế nào vì vấn đề chính ở Hoa Kỳ hiện nay không phải là khan hiếm vaccine mà là tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu do chính phủ đề ra, theo AFP. Đến nay, thì khoảng 6 triệu người Hoa Kỳ đã được tiêm chủng liều đầu tiên, trong khi mục tiêu của riêng tháng 12 năm 2020 là 20 triệu người. Tính đến ngày 7 tháng Giêng, chính phủ liên bang đã phân phối hơn 21 triệu liều vaccine COVID-19, nhưng khoảng 15 triệu liều vẫn còn nằm trong tủ đông lạnh và tại các bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc chưa sử dụng. Tình trạng này trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa chính quyền liên bang và cấp bang. À, trong tuần này thì bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh của Hoa Kỳ là Alex Azar đã kêu gọi các tiểu bang không nên quá cứng nhắc trong việc xác định danh sách những người được ưu tiên tiêm vaccine. chẳng hạn như tiểu bang ở New York thì thống đốc là ông Andrew Cuomo cũng ra lệnh phạt tiền lên đến một triệu Mỹ kim đối với các bệnh viện vi phạm hệ thống ưu tiên nhóm đối tượng tiêm vaccine COVID-19 của tiểu bang. và trong khi đó tổng thống Donald Trump quyết định lên án vụ bạo động ở quốc hội là do áp lực từ các cố vấn cao cấp vì một số cố vấn cho rằng ông có nguy cơ bị bãi nhiệm hoặc bị luận tội. Hai nguồn tin cho biết vấn đề này vào hôm thứ Sáu ngày 8 tháng Giêng, theo Reuters. Tổng thống Trump cũng lên án người biểu tình bạo động trong đoạn video đăng trên Twitter vào tối thứ Năm. Trong đó, ông cũng thừa nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống. Trước đó, vào hôm thứ Tư, ông đọc bài diễn văn đầy phẫn nộ với hàng ngàn ủng hộ viên dẫn đến cuộc biểu tình bạo loạn ở quốc hội khiến 5 người thiệt mạng, gồm một cảnh sát viên quốc hội. Hai cố vấn cao cấp là Ivan Karkrum và Jared Kushner, cùng người soạn diễn văn là Stephen Miller. Luật sư Bart Asimolone, phát ngôn viên của chấm văn phòng tại Bạch Ốc là Max Meadows và phát ngôn viên là Kelly McCartney đều thúc ép Tổng thống Trump tuyên bố rõ ràng là ông không ủng hộ bạo động, hai nguồn tin cho hay. Và liên quan đến phần tin tức Việt Nam, thì nhiều tỉnh ở miền Bắc đang trải qua đợt thời tiết lạnh chưa từng có khi mà mức nhiệt độ ghi nhận ở Lạng Sơn là âm 3.4 độ C. Thậm chí là theo tính toán mức nhiệt ở Lào Cai có thể xuống dưới mức âm 12 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã chìm sâu trong khối không khí lạnh. Nhiệt độ các khu vực vào đêm 8 tháng Giêng đã giảm hơn từ 2 đến 3 độ C so với đêm trước đó. Cụ thể là theo báo Zing, lúc 6 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại vùng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn là âm 3.4 độ C, thấp hơn 2 độ C so với trước đó một ngày, trong khi đó tại Sapa, tỉnh Lào Cai là 0.3 độ C. Tại một số vùng núi khác cũng ghi nhận nhiệt độ ở mức rất thấp như là Pha Đinh, tỉnh Điện Biên là 0.8 độ C, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 2 độ C, Đồng Văn Hà, Hà Giang là 1.8 độ C, Bình Liêu, Quảng Ninh 4 độ C. Như vậy, theo tính toán, cứ trên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0.3 độ C thì mức nhiệt độ ở đỉnh núi Phan Xipan vào sáng sớm nay có thể là âm 12 độ C. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao có khả năng xuất hiện mưa tuyết băng giá với nhiệt độ nhiều hơn dưới 0 độ C. Tại các khu vực đồng bằng miền Bắc, cảm giác rét buốt duy trì do mức nhiệt thấp nhất dao động từ 7 đến 10 độ C. Theo trang dự báo thời tiết, từ ngày 8 tháng 10, à, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng Giêng, thì Hà Nội bước vào đỉnh điểm của một đợt rét khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 13 độ C. Sáng ngày 9 tháng Giêng, thành phố Hà Nội đã có mức nhiệt thấp nhất đo được ở trạm Hà Đông cùng thời điểm là trên 9.6 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt do độ ẩm không khí cao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức buổi sáng với Người Việt TV. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.